21 giờ ngày 25 tháng 5 năm 2024. Sân vận động Wembley sẽ là nơi sáng nhất của bóng đá thế giới. Không phải chung kết C1, nhưng sức hút thì chẳng kém cạnh. Là sân vận động lớn thứ hai bóng đá châu Âu, nhưng Wembley lại đang chờ đợi những điều tuyệt vời nhất. Trận chung kết được chờ đợi nhất của bóng đá Anh trong mùa giải năm nay. Trận chung kết của giải đấu thuộc hàng lâu đời nhất thế giới, FA Cup với Manchester City. Thất bại tại đấu trường C1 sẽ là động lực để họ gom hết tất cả những danh hiệu còn lại trong mùa giải này. Và 4 lần vô địch liên tiếp tại Premier League sẽ là cú hích để họ hướng tới trận chung kết của Cúp Cô Đơn. Chờ đợi họ trong trận chung kết không ai khác ngoài gã hàng xóm ồn ào Manchester United. Để nói về tương quan lực lượng của hai đội vào lúc này thì Man United chẳng có cửa đánh bại Man City. Nhưng trái bóng tròn, một khi chưa lăn thì chưa thể chắc chắn. Huấn luyện viên Erik ten Hag trong buổi báo trước trận đấu đã có những tuyên bố gây sốc về việc đội bóng của ông đủ sức đánh bại Man City để bước lên ngôi cao nhất tại đấu trường FA Cup. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, Pep Guardiola cũng không vừa khi tuyên bố đội bóng của mình đã nắm quá rõ về Man United trong lòng bàn tay. Rút cuộc, hai huấn luyện viên đã nắn gần nhau như thế nào trước thêm trận đại chiến cuối cùng của mùa giải nước Anh năm nay? Trước khi đi tìm câu trả lời, anh em đừng quên truy cập Figol để xem trực tiếp mọi giải đấu bóng đá một cách nhanh chóng, với độ phân giải nét căng và hoàn toàn miễn phí nhé. Anh em cũng đừng quên để lại một like, một subscribe cho kênh nếu thấy video hay nhé. Sương mù đang bao trùm tương lai của Erik ten Hag tại Manchester United sau một mùa giải đầy biến động. Chiến lược gia người Lan đã phải vật lộn để xoay chuyển tình thế sau khi Quỷ Đỏ kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 8 ở Anh, vị trí thấp nhất của họ kể từ năm 1990 và bị loại khỏi Champions League ngay từ vòng bảng. Tin đồn về việc sa thải ten Hag ngày càng lan rộng, đặc biệt là sau khi Jim Ratcliffe, đồng chủ sở hữu mới của Man United, được cho là muốn thay thế ông bằng một huấn luyện viên khác. Tuy nhiên, Ten Hag vẫn hy vọng có thể cứu vãn công việc bằng danh hiệu FA Cup và một suất dự cúp châu mùa tới để chứng minh năng lực của mình. Chính vì thế, khi được hỏi liệu trận chung kết FA Cup có thể là trận đấu cuối cùng của mình tại Manchester United hay không, huấn luyện viên Erik ten Hag mỉm cười nói với các phóng viên: "Tôi không có gì để nói về điều đó. Tôi chỉ tập trung vào công việc của mình." Ten Hag nhấn mạnh mục tiêu trước mắt là giành chiến thắng trong trận chung kết vào cuối tuần. Một chiến thắng là điều bắt buộc đầu tiên. Sau đó, chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện dự án của mình. Chúng tôi sẽ đánh giá lại mọi thứ vào cuối mùa giải, xem xét vị trí hiện tại của dự án và những gì cần thay đổi. Nhà cầm quân người Lan cũng chia sẻ thêm về mùa giải vừa qua. Mùa giải thứ hai ông làm việc tại Old Trafford và hành trình đến với trận chung kết FA Cup năm nay. "Đây là một mùa giải dài và đôi khi chúng tôi gặp nhiều khó khăn. Nhưng toàn đội đã góp mặt ở trận đấu cuối cùng với cơ hội giành được danh hiệu lớn thứ hai trong mùa giải. Sau tất cả những vấn đề phải đối mặt, tôi nghĩ điều đó nói lên rất nhiều về phẩm chất của chúng tôi dưới tư cách là một đội." Man United đã thể hiện sự kiên nhẫn trong những vòng đấu trước khi gặp Wigan Athletic, Newport County và Nottingham Forest. "Chúng tôi đã thể hiện quyết tâm đi tiếp và đánh bại Liverpool trong hiệp phụ. Và ở bán kết, chúng tôi đã giữ vững tinh thần để giành chiến thắng trong loạt sút luân lưu trường Coventry City mà nhiều đội có thể sẽ phải hoảng sợ. Các cầu thủ đã thi đấu xuất sắc trong 70 phút, mất kiểm soát thế trận, nhưng sau đó đã phục hồi để giành chiến thắng trước áp lực." Sau hai thất bại trước Manchester City mùa giải này, huấn luyện viên Erik ten Hag hiểu rõ đây là trận đấu khó khăn của Man United. Tuy nhiên, ông vẫn tin tưởng vào khả năng giành chiến thắng của đội bóng và khẳng định đây là cơ hội quan trọng để Quỷ Đỏ khẳng định vị thế. "Mục tiêu duy nhất của chúng tôi là danh hiệu," ten Hag nhấn mạnh. "Đây là cơ hội tuyệt vời để chúng tôi giành được danh hiệu FA Cup đầu tiên sau 10 năm. Mặc dù mùa giải không diễn ra như mong đợi, chúng tôi vẫn có cơ hội giành hai danh hiệu trong 2 năm. Trận chung kết FA Cup ngày mai là sự kiện vô cùng quan trọng." Chiến lược gia người Hà Lan nói thêm: "Tất nhiên, chúng tôi dành sự tôn trọng lớn nhất cho Pep Guardiola và các cầu thủ của ông ấy. Họ ở đẳng cấp rất cao. Sẽ là một trận đấu đầy thử thách với Man United. Tuy nhiên, toàn đội biết rằng mình có tài năng và bản lĩnh để đánh bại bất kỳ đội bóng nào khi nỗ lực hết sức mình, thể hiện phong độ tốt nhất với một kế hoạch tốt. Chúng tôi biết rõ mình có cơ hội chiến thắng, dù điều đó không dễ." Lực lượng của MU trở thành vấn đề đáng lo với người hâm mộ đội bóng này. Chia sẻ về vấn đề nhân sự của Quỷ Đỏ, huấn luyện viên Erik ten Hag thừa nhận rằng trung vệ Harry Maguire không kịp chơi trận đấu cuối cùng của MU trong mùa giải 2023-2024. Nhà cầm quân người Lan chia sẻ: "Đúng vậy, Harry Maguire không thi đấu trận này, nhưng tin vui là tất cả các cầu thủ khác đều sẵn sàng. Ngày mai là buổi tập cuối cùng của toàn đội. Đó là lúc chúng tôi đánh giá về khả năng thi đấu của từng cầu thủ. Cho đến thời điểm hiện tại, tôi vẫn thấy rằng họ đang ổn và hoàn toàn tập trung cho trận chung kết.
Về chấn thương của Magai, nó không tiến triển như mong đợi. Rõ ràng, Erik ten Hag đang ở thế ngàn cân treo sợi tóc. Khi tái ngộ Man City trong trận chung kết có thể định đoạt số phận của ông. Nếu vô địch tại FA Cup, tương lai của ông vẫn chưa chắc chắn được đảm bảo, nhưng sẽ là bước đệm quan trọng để lấy lại niềm tin và bắt đầu hành trình tìm lại vinh quang cho đội chủ sân Old Trafford. Dù vậy, ở thời điểm hiện tại, thật khó tưởng tượng mà United của ten Hag có thể đánh bại nhà vô địch Man City bằng cách nào. Nhất là khi The Citizen đang có động lực bảo vệ được chiếc cúp lâu đời nhất thế giới lần đầu tiên trong lịch sử. Chưa kể, huấn luyện viên Pep Guardiola của Man City còn ra một tuyên bố đành thép. Man City đã nghiên cứu kỹ cách đánh bại Man United. Cụ thể, phát biểu với truyền thông trước trận derby Manchester rất đáng được mong đợi. Cựu huấn luyện viên Barca tỏ ra háo hức và đánh giá cao đối thủ cùng thành phố. Tuần này toàn đội đã chuẩn bị rất tốt. Chúng tôi đã nghiên cứu về Man United và các buổi tập của đội diễn ra khá ổn. Các cầu thủ của tôi trông rất tập trung và sẵn sàng. Tôi nóng lòng chờ trận đấu bắt đầu. Pep cũng chia sẻ về ý nghĩa và tầm quan trọng của trận chung kết này với bản thân ông và đội bóng của ông. Thật là một đặc ân khi được ở đây với cơ hội giành được chiếc cúp tuyệt đẹp này một lần nữa. Mùa giải trước chúng tôi đã gặp Man United ở đây trong trận derby Manchester đầu tiên tại một trận chung kết cúp quốc gia. Trở lại trước đây 12 tháng sau, đối đầu với Man United một lần nữa. Thật tuyệt vời. Tôi biết mọi người thực sự hào hứng với trận đấu này và nó có ý nghĩa như thế nào đối với tất cả. Tiếp tục buổi họp báo, chiến lược gia người Tây Ban Nha nêu bật những khó khăn tại giải đấu FA Cup. Ông cho rằng việc lọt vào trận chung kết không hề dễ dàng. Vào đến trận chung kết chưa bao giờ là dễ dàng. Hàng trăm đội đã tham gia giải đấu và mỗi đội đều mong muốn một kết quả giống nhau. Chúng tôi, City, đã trải qua 5 chiến thắng đầy vất vả mới có thể tiến tới trận chung kết. Có mặt ở đây ngày hôm nay, toàn đội đã chiến đấu và cống hiến rất nhiều cho người hâm mộ. Vì vậy các bạn hãy tiếp tục giữ vững niềm tin. Chúng tôi muốn chiến thắng trận đấu cuối cùng ở đây vào ngày mai và mang chiếc cúp về Etihad. Sau khi chinh phục danh hiệu Premier League lần thứ tư liên tiếp, Man City đặt mục tiêu lên ngôi ở FA Cup. Pep muốn học trò trở thành đội đầu tiên giành cúp Premier League và FA Cup ở hai mùa liên tiếp. Theo nhà cầm quân người Tây Ban Nha, danh hiệu FA Cup thực sự danh giá và mô tả ông đã hạnh phúc nhiều thế nào khi vô địch giải đấu này hai lần vào những năm 2019 và 2023. Thành thật mà nói, giành được chiếc cúp FA Cup vào năm 2019 và 2023 là hai trong số những ngày tuyệt vời nhất mà tôi có được trên cương vị huấn luyện viên bóng đá. Đây là một giải đấu với lịch sử lâu đời và thật vinh dự khi được gặp mặt. Chúng tôi sẽ làm mọi thứ có thể để mang về danh hiệu FA Cup tiếp theo và khiến cổ động viên Man City tự hào. Tôi hứa sẽ làm điều đó. Toàn đội chỉ còn cách chiếc cúp một bước chân nữa thôi. Tất cả đều hiểu ý nghĩa và tầm quan trọng của chiến thắng lần này. Các cầu thủ của tôi đang rất tập trung và nóng lòng ra sân trận tới để giành lấy danh hiệu. Trên đây là tất tần tật buổi phỏng vấn trước trận chung kết FA Cup mùa giải 2023-2024 giữa Man City và Man United. Theo bạn, ai sẽ là người giành chiến thắng và ai có màn thi ứng xử hay nhất ngày hôm nay? Hãy để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé.